như là mấy bà mới cấp chung với nhau, nó bình thường nữa ha. Bà nuôi xong thịt, bà kia làm cha chó. Công việc hiện tại của mình là chuyên viên make up. Mình đến với chương trình này là muốn dắt một anh về nuôi. Wow, nuôi luôn nha. Mình cũng chán thả thính rồi. Các anh cưa đi em đổ liền. Vậy là ai nuôi ai bạn ơi? Dạ em nuôi anh. Em ơi, em nuôi rồi em có thịt không? Dạ tất nhiên nuôi là phải thịt cho anh. Dạ tất nhiên nuôi là phải thịt cho anh. Nuôi là phải thịt cho anh. Rồi bạn có mục tiêu là thanh lý hàng cuối năm giống như là bạn Thanh Như không? Dạ em không có thanh lý nhưng mà em tới đây tìm cha cho con em. Tìm cha cho con em. Tìm cha cho con em. Ủa tìm cha con em mà con em đã có chưa? Dạ con cái thì em chưa có nhưng mà con chó thì em có một con. Nếu anh đồng ý làm cha của con chó nhà em thì em mời về nhà em. Hai bạn nam có đồng ý làm cha của con chó không? Ai xin không làm cha chó nào? Ai xin không làm cha chó nào? Ai xin không làm cha chó nào? Tần Số Tình Yêu mùa 2, 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.